15 tuổi, mình học lớp lá. Thì bố nói, sau này không nên mình xin nước bài. Cô giáo, mẹ của em ở trường là cô giáo bình thường. Cô yêu em vừa hài, và chú em mẹ thấy. Em đi biết bao nhiêu, mẹ của em ở trường. Mẹ của em ở trường là cô giáo bình thường. Dạy từng câu từng lời, từng nét phút sáng đi. Mong chưa em mang về.